Xin chào tất cả các em. Trong chuyên đề hình học hồi 4 năm thì các em được làm quen với một dạng toán, đó là dạng toán thay đổi chiều dài chiều rộng của hình chữ nhật để được hình vuông. Thì em thấy rằng đây là một dạng toán dễ, rất là dễ thôi. Nhưng mà đôi khi gặp mà các dạng toán này các em thường bị làm nhầm, hoặc là có những bạn thì do họ đọc không kỹ, hoặc là do chúng ta chưa va nhiều với dạng toán này mà các em mà không thể làm được bài toán đó. Vậy thì thầy sẽ, trong buổi học ngày hôm nay, thầy sẽ cung cấp cho các em phương pháp giải để thông qua đấy khi gặp những dạng toán này thì các em sẽ có thể giải nó một cách dễ dàng. Chúng ta sẽ cùng đến với bài tập số 1. Tất cả những cái phần lý thuyết về những cái kiến thức đơn giản liên quan đến hình học thì thầy đã cung cấp cho các bạn trong tiết trước rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào thẳng bài tập số 1 để thầy cho chúng ta cùng trải nghiệm nhé. Bắt đầu. Một hình chữ nhật có chu vi là 48 cm. À, em chú ý này. Hình chữ nhật này có chu vi là 48 cm. Nếu giảm chiều dài, giảm đây là giảm chiều dài 3 cm và tăng chiều rộng 3 cm thì được hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Chúng ta phải tính diện tích hình chữ nhật. Thế bây giờ chúng ta sẽ phân tích bài nhé. Phân tích bài toán. Bài này thầy sẽ không hướng dẫn bạn phân tích theo lối tư duy ngược nữa. Vì đó thì chúng ta sẽ hơi khó khăn trong cái việc suy nghĩ. Thế bây giờ các em nhìn này, tính diện tích hình chữ nhật, tức là muốn tính diện tích thì chúng ta phải tính được chiều dài và chiều rộng này, đúng không? Chúng ta phải nghĩ đến cái việc đó là chúng ta phải tính được chiều dài chiều rộng. Vậy thì các dữ kiện phía trên mục đích để cho chúng ta tìm được chiều dài chiều rộng. Mà chúng ta đã học một số dạng toán để tìm hai số rồi thì chúng ta cũng phải nhớ lại những dạng toán đấy, đúng không? Thế bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Một hình chữ nhật có chu vi là 48. Chúng ta có chu vi bằng 48 cm. Khi mà chúng ta có chu vi, chúng ta nghĩ ngay đến việc tìm gì các nhỉ? À, tìm nửa chu vi. Tổng của chiều dài và chiều rộng chính là nửa chu vi. Các em thấy dài cộng rộng đóng ở ngoặc mà nhân với 2 thì bằng chu vi. Vậy thì nửa chu vi sẽ là tổng của chiều dài và chiều rộng. Hay chúng ta có thể nói là A cộng B, tức là chiều dài cộng chiều rộng, sẽ bằng chu vi và chia cho 2. Đúng chưa? Chu vi chia cho 2. Như vậy từ cái việc người ta cho chu vi, chúng ta sẽ tìm được tổng của chiều dài và chiều rộng chính bằng chu vi chia mấy các nhỉ? Chu vi chia cho 2 nhá. Như vậy chúng ta đã có tổng của chiều dài và chiều rộng rồi. Bây giờ chỉ chẳng hạn có hiệu nữa, đúng không? Có hiệu nữa là chúng ta sẽ làm được. Vậy thì chúng ta đọc này. Nếu giảm chiều dài 3 cm và tăng chiều rộng 3 cm thì được hình vuông. Thế bây giờ thầy sẽ dùng thước vẽ sơ đồ để các em hình dung cái chỗ này nhé. Bây giờ thầy có đây. Giả sử thầy có chiều dài và chiều rộng như thế này. Đây, chiều dài và chiều rộng như thế này. Các em nhìn thấy chưa? Bây giờ thầy sẽ tăng giảm nhé. Em nhìn này, chỗ này thật chú ý cho thầy nhé. Đoạn này nó bằng nhau. Đấy. Bây giờ em nhìn đây là hiệu đúng không? Tăng giảm chiều dài 3 cm. Em nhìn thầy giảm nhé. Đây, giảm chiều dài 3 cm, tăng chiều rộng 3 cm. Em nhìn thấy tăng chiều rộng này thì được hình vuông. À, có những bạn bị rối ở chỗ này. Tại sao lại tăng để được hình vuông, giảm để được hình vuông? Hình vuông để làm gì, đúng không? Vậy thì các em phải nhớ cho thầy đó là hình vuông là hình có bốn cạnh bằng nhau.
Vậy thì nếu giảm chiều dài 3 cm, tăng chiều rộng 3 cm thì được hình vuông. Nghĩa là thế này, nghĩa là nếu em giảm chiều dài 3 cm và em tăng chiều rộng 3 cm thì chiều dài bằng chiều rộng. Thì lúc đó chiều dài bằng chiều rộng, em hình dung ra không? Tức là hình đó sẽ trở thành hình gì? Hình vuông. Vậy thì khi mà tăng cái này 3 cm, giảm cái này đi 3 cm thì chiều dài bằng chiều rộng, nghĩa là hai cái cạnh đó bằng nhau. Thầy ký hiệu thế này, các em nhìn thấy nó bằng nhau chưa? Thấy nó bằng nhau chưa? Bằng nhau rồi đúng không? Thế bây giờ chúng ta xem này, hiệu hiệu ban đầu chính là cái phần màu trắng này, chiều dài này, đây là chiều rộng này. Vậy thì hiệu là đoạn nào? Hiệu ban đầu sẽ là đoạn này. Hiệu chính là chiều dài hơn chiều rộng. Chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu? Chính là cái đoạn thừa ra này này. Em nhìn thấy không? Đây, đây chính là, đây chính là hiệu. Đoạn thẳng này sẽ tương ứng là hiệu của chiều dài và chiều rộng, đúng không? Hiệu của chiều dài chiều rộng. Thế bây giờ hiệu chiều dài chiều rộng theo em nó sẽ bằng bao nhiêu? Em nhìn đây nhé, đoạn này ứng với phần này, em nhìn thấy nó bằng nhau không? Như vậy cái này thầy sẽ chia thành ba hai phần. Phần thứ nhất các em nhìn này, chỗ này 3 cm, vậy trên này sẽ là 3 cm. Chỗ này 3 cm, trên này sẽ là 3 cm. Các em nhìn thấy không nhỉ? Nhìn thấy không nhỉ? Như vậy hiệu của chiều dài và chiều rộng sẽ tương ứng là mấy cm đây? Sẽ là 3 cộng 3 cm, sẽ là 3 cộng 13 cm, đúng không? Vậy thì thông qua cái sơ đồ này chúng ta sẽ biết được điều gì? Nếu chiều dài, cái viết tắt nhá, giảm đi 3 và chiều rộng, chiều rộng tăng 3, thì khi đó hiệu của chiều dài và chiều rộng thì được hình vuông đấy nhé. Hiệu của chiều dài và chiều rộng sẽ là 3 cộng với 3. Được chưa? Đấy. Nếu chiều dài giảm 3, chiều rộng tăng 3 thì được hình vuông, thì hiệu của nó sẽ là 3 cộng 3. Thế bây giờ áp dụng với trường hợp tổng quát thì sẽ nói trường hợp tổng quát thế này nhé. Nếu em nhìn sâu xuống đây một chút nhé, nếu chiều dài mà giảm x, chiều rộng tăng x, tăng y, không nhất thiết là phải x, thì khi đó hiệu của chiều dài và chiều rộng sẽ là bao nhiêu? Sẽ là x cộng với y. Đấy, các em cứ nhớ thế cho thầy nhé. Nếu chiều dài giảm x, chiều rộng tăng y, thì khi đó hình đó trở thành hình vuông, tức là hai cạnh của nó bằng nhau, các cạnh của nó bằng nhau, thì hiệu của chiều dài và chiều rộng ban đầu ấy, sau khi tăng giảm, trước khi tăng giảm, nó sẽ là x cộng với y. Vậy thì áp dụng bài này nhé, chiều dài giảm 3, ok, chiều rộng tăng 3, vậy thì hiệu của chiều dài và chiều rộng rất đơn giản sẽ là 3 cộng với 3 bằng 6 cm. Chúng ta có hiệu rồi, các em có chu vi thì các em sẽ tính được tổng, có tổng có hiệu, chúng ta sẽ làm bài toán tổng hiệu. Các em có giải được không nhỉ? Bây giờ thì có đơn giản rồi đúng không? Thầy trò chúng ta sẽ cùng vào phần bài giải nhé. Hóa ra bài tập này lại thật và dễ đúng không? Bài giải đây.
Đầu tiên khi có chu vi em sẽ định tính cho thầy nửa chu vi đúng không? Hay các em có thể trả lời là tổng của chiều dài và chiều rộng này. Nửa chu vi chính là tổng của chiều dài và chiều rộng. Chiều dài và chiều rộng. Hình chữ nhật là tổng của chiều dài và chiều rộng. Hình chữ nhật là muốn tính tổng của chiều dài và chiều rộng, a cộng b nhân 2 thì bằng 48. Vậy thì a cộng b sẽ bằng 48 chia cho 2, thế thôi đúng không? Chúng ta có 48 em chia cho 2 thì bằng 24 cm. Thế là chúng ta đã có tổng rồi đúng không? Từ việc vẽ sơ đồ này thì các em hình dung, các em có thể áp dụng thẳng luôn. Vẽ sơ đồ là để thầy cho các bạn hiểu rồi đúng không? Nếu chiều dài giảm 3, chiều rộng tăng 3 thì được hình vuông. Vậy thì hiệu của nó, hiệu của chiều dài và chiều rộng sẽ là 3 cộng với 3. Đấy, thì chúng ta có bước thứ hai, đó là hiệu của chiều dài và chiều rộng thì chữ nhật là và chiều rộng hình chữ nhật là hiệu của chiều dài. Chiều dài giảm 3 đây, chiều dài giảm 3 đây, chiều rộng tăng 3 đây, thì hiệu của nó, các em nhìn hiệu đây, hiệu có tương ứng sẽ chính là bằng tổng của hai cái đoạn này, tức là hiệu nó sẽ bằng 3 này cộng với 3 này, đúng không em? 3 cộng với 3 bằng 6. Như vậy nếu bài tập mà người ta không cho 3, 3 nữa mà 4, 3, 5, 3 hoặc là 7, 6 vân vân, nghĩa là thay đổi các số khác, thì nếu cứ giảm chiều dài tăng chiều rộng để được hình vuông thì các em cứ cộng hai cái số liệu đó lại thì các em sẽ được gì nhỉ? Được hiệu của chiều dài và chiều rộng ban đầu. Các em nhớ chưa? Đấy nhá, chúng ta bước thứ hai, chúng ta có hiệu. À, có tổng đây rồi, là 24, có hiệu đây rồi, chúng ta sẽ có thể tính được đúng không? Các cái tiết trước thì thầy hướng dẫn các bạn vẽ sơ đồ, nhưng thôi. Cái dạng toán tổng hiệu do là chúng ta làm nhiều rồi, mà nó lại có cái công thức cụ thể. Vậy thì chúng ta có thể bỏ qua cái bước vẽ sơ đồ nhé, bỏ qua bước vẽ sơ đồ. Chúng ta có tổng là 24, hiệu là 6. Như vậy chúng ta tìm luôn chiều dài, chính là số lớn đúng không? Chiều dài hình chữ nhật là chiều dài hình chữ nhật muốn tìm chiều dài chính là số lớn, ta lấy tổng cộng hiệu và chia cho 2. Em lấy 24 cộng 6 chia 2 thì bằng 15 cm. Ok, sau chiều dài chúng ta đi tìm chiều rộng. Chiều rộng hình chữ nhật chiều dài là 15 và tổng của chiều dài và chiều rộng là 24. Vâng,
Vậy thì muốn tìm chiều rộng, ta lấy tổng và trừ đi chiều dài. Lấy tổng của chiều dài và chiều rộng trừ đi chiều dài thì sẽ ra chiều rộng. Chúng ta sẽ lấy 24 và cách trừ đi 15 thì bằng 9 cm. Chúng ta tiếp tục bước cuối cùng, diện tích hình chữ nhật này. Diện tích hình chữ nhật này. Diện tích hình chữ nhật này. Chúng ta lấy 15 cái đen nhân 9. 9 nhân 5 bằng 45, viết 5 nhờ 4. 9 1 là 9 nhờ 4 13 cm vuông. Đáp số OK. Đấy, các em thấy không? Cũng khá đơn giản đúng không? Không có gì khó khăn cả. Quan trọng nhất đó là cái việc phân tích ý. Phân tích thì các em cứ vẽ cho thầy. Cái này là chiều rộng này, cái này là chiều dài này. Và khi mà chiều dài tăng thêm, khi mà chiều rộng tăng thêm x, chiều dài bớt đi y. Hoặc là khi mà chiều dài bớt đi x hoặc chiều rộng tăng thêm y, nghĩa là cứ chiều dài giảm đi này, chiều rộng tăng lên thì được hình vuông. Nghĩa là khi đó chiều dài sẽ bằng chiều rộng. Thì các em tìm hiểu bằng cách lấy x tăng ở chiều rộng và cộng với y giảm chiều dài thì các em sẽ ra hiệu. Các em nhớ chưa nhỉ? Rồi. Vậy thì với những bài tập mà cho giảm cả chiều dài và chiều rộng hoặc là cho tăng cả chiều dài và chiều rộng để được một hình vuông thì bài tập đấy chúng ta vẽ hình để có thể suy luận như thế nào và cách trình bày bài giải như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đến với bài tập số 2 của thầy nhé. Nội dung bài tập số 2 như sau. Một hình chữ nhật có chu vi là 48 cm. Nếu giảm, em chú ý nhé, nếu giảm chiều dài 8 cm và giảm tiếp chiều rộng cũng giảm nhé 2 cm thì được hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Thế thì với bài này thì dễ rồi đúng không? Chúng ta biết chắc cái dạng bài tập rồi. Cho chu vi để tính gì? Tính được chu vi hay chính là tính tổng của chiều dài và chiều rộng. Vậy thì chúng ta phân tích nhé. Sang bài tập số 2, tự nhiên là chúng ta đã có thêm cái gì nhỉ? Có thêm cái trải nghiệm rồi. Và các em cũng có kinh nghiệm làm bài tập rồi đúng không? Tự nhiên thấy nó dễ hơn rồi. Khi mà cho chu vi là 48 thì đương nhiên chúng ta nghĩ đến việc tính tổng của chiều dài và chiều rộng, chính là nửa chu vi và bằng chu vi chia cho 2. Như vậy dễ dàng chúng ta sẽ tìm được tổng của chiều dài và chiều rộng bằng 48 chia 2 bằng 24. Số liệu 3 bài thì hôm nay thầy dạy cho các bạn 3 bài. Số liệu thầy cho giống nhau. Mục đích là để mục đích cuối cùng để cho các em nhìn thấy sự tương đồng giữa các bài tập này nhá. Tiếp tục này. Nếu giảm chiều dài 8 cm và giảm chiều rộng đi 2 cm thì được hình vuông. Bài kia là các em tăng rộng giảm dài thì được hình vuông. Khi đó thì hiệu sẽ bằng cái phần thứ nhất tăng cộng phần thứ hai giảm của chiều dài thì chúng ta sẽ được hiệu. Thế bài này thì có gì khác? Vậy thì muốn biết có khác nhau như thế nào với bài tập số 1, chúng ta phải vẽ hình. Vẽ sơ đồ. Em nhìn. Đó, chú ý cho thầy nhá. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ xem nhé. Chú ý và sơ đồ cho thầy nhé. Nếu giảm chiều dài đi 8 cm và giảm chiều rộng đi 2 cm
thì được hình vuông. Bây giờ thầy giảm, giảm cái này 8 cm, thầy tương ứng thầy giảm 4 phần đi, 4 cái đoạn trên bảng của thầy, thầy coi như mỗi đoạn là 2, thì đây là 8 cm. Thầy giảm chiều, chiều rộng đi 2 cm thì tương ứng thầy giảm một đoạn thôi. Khi đó thì được hình vuông. Được hình vuông nghĩa là thế nào? Nghĩa là chiều dài bằng chiều rộng. Các em nhìn thấy chưa? Khi mà thầy giảm cái này 2, thầy giảm cái này 8, thì chiều dài bằng chiều rộng. Thì chiều dài bằng chiều rộng. Và chỗ này các em nhìn này, đây là chiều rộng và đây là chiều gì? Chiều dài. Đấy. Chiều rộng giảm 2 cm thì bằng chiều dài giảm 8 cm. Các em nhìn thấy bằng nhau chưa? Bằng nhau rồi. Đúng không? Thế bây giờ từ cái dữ liệu này tôi đi muốn đi tìm hiệu cơ. Mục đích là tôi đi tìm hiệu. Vậy thì tôi phải xem hiệu ở đâu? À các em nhìn đây này. Phần màu trắng ban đầu là chiều rộng, phần màu trắng ban đầu là chiều dài. Vậy thì cái chỗ này này, cái đoạn từ đây tới đây này, đoạn này chính là hiệu. Ừ, đoạn này chính là hiệu. Hiệu đây đúng không? Thế đố các em nhìn cho thầy xem hiệu đây sẽ là mấy nào? Chỗ này sẽ là mấy nào? Thì các em nhìn thấy nhá, cái phần mà chúng ta bớt đi ở chiều gì đấy, chiều dài là 8 cm, thì nó tương ứng với hai phần. Phần này nó bằng với phần giảm của chiều rộng là 2, và phần này chính là hiệu. Tất cả đây là 8. Các em nhìn thấy không nhỉ? Tất cả đây là 8. Riêng cái đoạn này là 2. Vậy đoạn này sẽ là mấy? Tất cả đoạn này là 8. Tức là đoạn giảm của chiều dài là 8. Thì trong cái đoạn giảm của chiều dài có đoạn thứ nhất là 2. Thì đoạn thứ hai sẽ là mấy nhỉ? Đương nhiên các em biết đó là 6. Đúng không? Đương nhiên các em biết đó là 6. Làm thế nào để ra 6? Chúng ta lấy 8 cm giảm đi của chiều gì? Chiều dài trừ đi 2 cm giảm đi của chiều gì? Của chiều rộng. Thì khi đó chúng ta sẽ có hiệu là 6 cm. Vậy thì chúng ta có một cái rút kinh nghiệm chung thế này. Nếu giảm chiều dài x cm, nếu là giảm chiều dài x cm, x thôi vì có thể đơn vị đo khác, và giảm chiều rộng y cm thì được hình vuông nhá. Chiều dài giảm x cm, chiều dài bao giờ cũng giảm lớn hơn đúng không, chiều rộng sẽ giảm ít hơn y cm, y thôi. Thế hay nhờ, giảm y thôi. Thì khi đó hiệu sẽ được tính như thế nào? À khi đó hiệu sẽ được tính là bằng x trừ y, tức là số cm giảm đi của chiều dài và trừ đi số cm giảm đi của chiều gì? Chiều rộng. Đấy. Như vậy qua phân tích sơ đồ thì chúng ta thấy rằng số hiệu của chiều dài chiều rộng ban đầu chính bằng gì? Chính bằng số cm giảm đi ở chiều dài trừ đi số cm giảm đi ở chiều rộng. Nếu chiều dài và chiều rộng giảm đi, nó tạo thành hình vuông. Các em nhớ nhé. Chỉ khi mà cái số liệu này giảm đi, nó tạo thành hình vuông thì chúng ta mới áp dụng công thức này. Các em nhớ chưa nhỉ? Đấy. Như vậy khi mà chúng ta đọc cái bài, à nếu giảm chiều dài 8 cm, à tôi biết giảm chiều dài 8 cm đúng không? Nếu giảm chiều rộng 2 cm, thì tôi nhớ ra rồi. Bài này là cùng giảm cả chiều dài và chiều rộng. Vậy tìm hiệu như thế nào? À hiệu sẽ được tính bằng x trừ y, tức là lấy số giảm của chiều dài trừ đi số cm giảm đi ở chiều rộng. Tôi lấy 8, tôi trừ đi 2, tôi bằng 6. Các em hiểu chỗ này không?
Như vậy dễ dàng tính được hiệu, dễ dàng tính được hiệu, có hiệu rồi có tầm, đương nhiên giải được. Em thấy không? Rất đơn giản nhá. Chúng ta sẽ bắt đầu nào. Chúng ta bước đầu chúng ta cũng đi tìm tổng của chiều dài và chiều rộng đúng không? Giống như vừa nãy thôi. Tổng của chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật là muốn tính tổng của chiều dài và chiều rộng, ta chỉ cần lấy chu vi và ta chia cho hai. Em lấy 48, em chia cho 2 bằng 24. Xong một bước, chúng ta cũng đã có tổng. Bây giờ chúng ta đi tìm hiệu đúng không? Thầy nói rồi, cùng giảm cả hai chiều để được hình vuông thì hiệu của nó sẽ bằng số cm giảm đi ở chiều dài trừ đi số cm giảm đi ở chiều rộng. Thế là xong. Hiệu của gì nhỉ? Hiệu của chiều dài và chiều rộng là hình chữ nhật là lấy số đo chiều dài giảm đi là 8 trừ số đo chiều rộng giảm đi là 2. Kem có hiệu bằng 6 cm. Rồi, có tổng có hiệu rồi, chúng ta tìm chiều dài đúng không? Chúng ta sẽ bỏ qua thâu sơ đồ nhé. Dạng tổng hiệu các em có thể bỏ qua thâu sơ đồ được nhé. Chiều dài hình chữ nhật này, phải viết tắt chữ hình chữ nhật thì cho nó đúng. Chiều dài hình chữ nhật là tổng là 24 cộng với hiệu là 6 chia 2. Muốn tìm số lớn ta lấy tổng cộng hiệu và chia cho 2 đúng không? Ta toán tổng hiệu 24, 30, 30 chia 2 bằng 15. Chúng ta tìm chiều rộng nhé. Muốn tìm chiều rộng ta lấy tổng, chúng ta trừ đi chiều dài là xong. Tổng là 24, nên em trừ chiều dài là 15 thì bằng 9 cm. Số liệu thầy cho giống phải trước mà, nên các em cứ thế làm thôi. Diện tích hình chữ nhật là muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy 15 nhân 9, 9 nhân 5 bằng 45, viết 5 thì 4, 9 bằng 135. Đáp số đây rất là ngắn gọn đúng không? Như vậy bài tập này các em nhớ cho thầy nhá, nhớ cho thầy này. Nếu cùng giảm cả chiều dài và chiều rộng đi một số cm thì được hình vuông. Khi đó hiệu của chiều dài và chiều rộng ban đầu sẽ được tính bằng số cm
số đo mà giảm đi ở chiều dài trừ đi số đo giảm đi ở chiều rộng, tương ứng thầy sẽ có công thức cụ thể: chiều dài giảm đi x, chiều rộng giảm đi y thì được hình vuông, khi đó hiệu sẽ bằng x trừ y. Em nhớ chưa nhỉ? Vậy thì với bài tập mà tăng cả chiều dài và chiều rộng để được hình vuông thì chúng ta làm thế nào? Cùng đến với thầy với bài tập số 3 nhé. Nội dung bài tập như sau: một hình chữ nhật có chu vi là 48 cm, nếu tăng chiều dài 5 cm và tăng chiều rộng 11 cm thì được hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Thì các em biết rồi, bài này yêu cầu tính diện tích của hình chữ nhật, đúng không? Thì chúng ta có hai dữ kiện này. Dữ kiện thứ nhất là một hình chữ nhật có chu vi là 48 cm. Thì có chu vi là chúng ta nghĩ ngay đến việc tính tổng của chiều dài và chiều rộng. Các em biết rồi đúng không? Chúng ta có tổng. Thì dữ kiện thứ hai để cho chúng ta biết hiệu. Chắc chắn như thế đúng không? Có biết hiệu. Vậy thì bây giờ chúng ta phân tích nhé. Phân tích này. Chắc chắn tới phút này là các em đã cảm thấy là bài tập này tương đối đơn giản rồi đúng không? Chu vi bằng 48 cm, khi đó tổng của chiều dài và chiều rộng tức là A cộng B sẽ bằng chu vi và chia cho 2, đúng không? Tới đây là chắc chắn các em thấy đơn giản rồi. Có tổng của chiều dài chiều rộng rồi. Nếu tăng chiều dài 5 cm và tăng chiều rộng lên 11 cm thì được hình vuông. Đấy, tính diện tích hình chữ nhật đó. Thế bây giờ thầy sẽ vẽ. Chúng ta sẽ có chiều dài. Và chiều rộng và chiều dài. Đây là chiều rộng. Đây là chiều dài. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta tăng nhé. Nếu tăng chiều dài 5 cm, tăng chiều dài 5 cm, đây, tăng chiều rộng 11 cm, chỗ này là 11, chỗ này là 5 thì được hình vuông. Hay có thể nói lúc đấy là chiều dài bằng chiều gì? Chiều dài bằng chiều rộng. Các em nhìn thấy rồi đúng không? Đây, chiều dài bằng chiều rộng đây. Vậy thì hiệu ban đầu là bao nhiêu? Thì chúng ta phải biết hiệu nó nằm chỗ nào đấy. Bây giờ các em nhìn nhé. Đây là chiều rộng ban đầu. Đây là chiều dài ban đầu. Vậy thì hiệu là cái phần mà chiều dài hơn chiều rộng. Nghĩ hiệu nó nằm đây này. Thì tô bằng phấn màu vàng. Đây chính là hiệu. Thế tô đậm lên chút, các em nhìn. Các em nhìn thấy hiệu chưa nhỉ? Đây chính là hiệu. Hiệu là phần và chiều dài lớn hơn chiều rộng. Đây là hiệu. Thế bây giờ chúng ta có cái sự so sánh như thế này. Đoạn này là 11 thì tương ứng 11 thì tương ứng với hai đoạn này. 11 này thì tô bằng phấn màu đỏ đi. Cái phần mà chiều rộng tăng lên là màu đỏ. Cái phần màu đỏ nó sẽ bằng tổng hai phần màu gì? Màu vàng và màu xanh. Đúng không? Màu đỏ sẽ bằng tổng hai phần, phần màu vàng và màu xanh. Như vậy cả hai đoạn này tổng sẽ bằng 11. Trong đó thì đoạn màu xanh là 5. Thì thầy đố các em biết đoạn màu vàng sẽ là mấy? Chắc chắn đoạn màu vàng sẽ là 6. Đúng không? Vì 6 cộng 5 bằng 11. Vậy thì hiệu ở đây sẽ được tính bằng mấy đây nhỉ? Bằng 6. Hiệu chính là 6. Làm thế nào các em ra 6? Ta lấy 11 là số cm mà chiều rộng tăng lên. Trừ đi 5 là bao nhiêu? Trừ đi số cm mà chiều dài tăng lên. À, sẽ lấy 11 là số cm mà chiều rộng tăng lên. 11 là số cm mà chiều rộng tăng lên.
chúng ta trừ đi mấy? Trừ đi 5. Chính là số cm mà chiều dài tăng lên thì chúng ta được hiệu. Đấy. Như vậy với bài tập này thì thầy lại rút ra cho các bạn một kết luận thế này. Nếu mà chiều chiều rộng tăng x, chiều dài giảm x giảm y, thì chiều dài tăng y, chiều rộng tăng x, chiều dài tăng y thì gì? Thì được hình vuông, nghĩa là hai cạnh của nó sẽ bằng nhau. Thì khi đó hiệu sẽ được tính như thế nào? Khi đó hiệu sẽ được tính bằng, bao giờ các em thấy là nếu cùng tăng nhé, để được hình vuông thì chiều rộng sẽ phải tăng nhiều hơn. À, chiều rộng sẽ phải tăng nhiều hơn. Thì hiệu sẽ được tính bằng x, tức là số cm mà chiều rộng tăng lên, trừ đi gì? Trừ đi y. Trừ đi y là số cm mà chiều dài tăng lên. Nhớ nhá. Vậy thì thầy có thể gộp cả bài 2, bài 3 lại kiến thức thế này. Nếu mà chúng ta thấy cùng tăng chiều dài chiều rộng và cùng giảm chiều dài chiều rộng để được một hình vuông, thì khi đó hiệu sẽ được tính bằng x trừ đi y, với x là số lớn, tức là cái số đo tăng lên hoặc giảm xuống lớn hơn, trừ đi số đo được giảm tăng lên hoặc giảm xuống bé hơn. Các em nhớ chưa nhỉ? Nhá. Vậy thì với bài này, chiều rộng tăng x, tức là chiều rộng tăng nhiều, chiều dài tăng y, chiều dài tăng y, thì hiệu sẽ bằng x trừ đi y. Đấy, tức là số đo chiều rộng tăng trừ đi số đo mà chiều dài tăng thì chúng ta có hiệu. Có hiệu rồi, có tổng rồi, đương nhiên chúng ta tính được. Bắt đầu làm với thầy nhé. Chúng ta sẽ sang phần thế này. Bây giờ chúng ta có câu trả lời thứ nhất, đó là đường chu vi hình chữ nhật này, hoặc là tổng của chiều dài và chiều rộng. Tổng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật. Thầy sẽ viết tắt các chữ hình chữ nhật nhé, vì bảng của thầy còn rất là ít. Chúng ta lấy 48 em chia cho 2 thì bằng 24 đơn vị cm. Chúng ta có tổng chiều dài chiều rộng rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiệu. Hiệu sẽ tính được tính bằng số đo chiều rộng tăng lên trừ đi số đo chiều dài tăng lên. Chúng ta có hiệu của chiều dài và chiều rộng là hình chữ nhật là ta lấy 11 trừ đi 5 số đo chiều rộng tăng lên trừ số đo chiều dài tăng lên bằng 6 đơn vị là cm. Ok, chúng ta đã có chiều gì? Chiều, chúng ta đã có hiệu, chúng ta đã có tổng, thì trở thành bài toán tổng hiệu rồi. Chúng ta sẽ có thể tìm được số lớn. Số lớn chính là chiều dài. Chúng ta có chiều dài hình chữ nhật này. Muốn tìm số lớn ta lấy tổng cộng hiệu chia 2. Ta có là 24 cộng 6 chia 2, 30 chia 2 bằng 15 cm. Ok. Chúng ta tiếp tục chúng ta tính chiều rộng hình chữ nhật là
Muốn tính chiều rộng ta làm sao nhỉ? Ta lấy tổng trừ đi chiều dài thế thôi. Thì nó mấy lần đúng không? 24 trừ 15 bằng 9 cm. Bây giờ có chiều dài chiều rộng của chúng ta tính gì nhỉ? Tính diện tích hình chữ nhật thế thôi. Chúng ta lấy 10 x 9 = 135 cm², đáp số OK. Như vậy các em thấy rằng dạng bài tập này tới phút này thầy nghĩ rằng chắc chắn là các em thấy đơn giản rồi đúng không nào? Thì đơn giản rồi. Nó sẽ chia thành ba trường hợp giống như ba ví dụ của thầy. Thứ nhất là tăng rộng giảm dài. Thứ hai là cùng giảm cả rộng và dài. Thứ ba là cùng tăng cả rộng và dài để được hình vuông. Thì với mỗi bài tập đó thì chúng ta sẽ có những cách làm cụ thể. Và thầy đã có cái phần ghi nhớ rất cụ thể cho bạn với từng dạng bài tập rồi. Và chắc chắn rằng các em cứ xem kỹ video và các em làm tốt phiếu bài tập. Lần sau gặp bài tập này chắc chắn các em sẽ reo vui lên, đúng không? Vì là dạng bài tập này thật quá đơn giản với các em. Rồi, như vậy tiết học ngày hôm nay thầy đã giảng cho các bạn rất là kỹ về cái chuyên đề tăng giảm chiều dài chiều rộng hình chữ nhật để được hình vuông. Hy vọng là các em sẽ luyện tập và thực hành thật nhiều nhé. Cố gắng làm tốt cho thầy phiếu bài tập số 1 và phiếu bài tập số 2 nhé. Xin chào các em.